Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với cái kênh mình nha. Vốn mình hôm nay là 8 mê, một số vốn rất to nha. Đây là game đổi thưởng 1-1 anh em ơi. Thì chơi game gì như vậy thôi, các bạn nhớ rằng này, game EV này một con game hiện tại rất nhiều người, anh em chơi hiện nay rồi, rất nhiều anh em biết hiện nay rồi. Nhưng mà quan trọng chơi anh em ăn được nói không, đó cái điều rất quan trọng anh em ơi. Nhưng mà hầu như anh em chơi thì em nghĩ rằng là em đánh hay như nào mình không biết. Nhưng mà mình nghĩ là đó là cái quan trọng nhất, đó là phải hên thôi anh em ạ. Bởi khi em đánh hay nhưng mà đã không hên ấy thì cùng anh em cũng thua thôi à. Em chơi thì mỗi ngày thì mình hôm qua hôm kia đếm, nói chung là mấy ngày liên tiếp mình điểm danh nhận quà free mỗi ngày thì mình được một số tiền khá nhỏ nhỏ, 50 mấy ngàn. Nhưng mà hôm nay mình nạp 8 mê vào lộc phát, hy vọng là phát lên. Mà mình hôm nay mục tiêu là thắng 6 mê thôi nha, nạp 8 mê nhưng mà thắng 6 mê thôi đấy. Mình hay tâm linh lắm anh em ơi. Thì vốn mình hôm nay 8 mê, mình sẽ vào đây chơi bài poker. Poker này thì rất nhiều em đánh ấy mà em không để ý rằng là đó là anh em luôn đánh trên hoặc dưới, mà em không để ý đó là đen hoặc đỏ này, hoặc chuồn hoặc bích này, hoặc rô hoặc cơ nữa. Như ván này, nếu các bạn đánh trên thì thắng này được 40 ngàn, đánh 500 ngàn thắng này được có 20 ngàn, nhưng mà thua thì đéo được bao nhiêu, thua thì thua 500 ngàn. Tốt nhất các bạn đánh đến đánh đen hoặc đỏ ván này đi, nó sẽ hay hơn đấy. Ngon là ngon chứ anh em đúng không? Đỏ đi 10 đánh dưới này, tùy vào lúc các bạn nên đánh trên hoặc dưới thôi, chứ không phải là khi nào các bạn cứ cố định là chỉ đánh trên hoặc dưới nha, không nên như vậy anh em ơi. Cứ bình tĩnh mà ăn thôi, không vội đâu anh em ạ. Từ từ mà lên thôi anh em, không vội được chuồn này. Khó ăn nó lắm anh em ơi. Ôi theo chuồn một mãi nó đéo về là đây rồi. Ôi 4 ra 3 mà ra chuồn một chuỗi luôn kìa. Ôi chua một chuỗi luôn anh em ạ. À, đây rồi, thắng lại rồi. Căng đấy, không phải dễ ăn nó đâu anh em. Nếu mà dễ ăn thì người nhà nhà đều đánh nó luôn là giàu này à. 5 ra 5 kìa anh em, đây big đây rồi. Khó ăn nó lắm quá anh em ơi, quá khó luôn đấy. Đây rồi, hai bàn thắng liên tục này, ngọn đỏ đi. Ôi đen về nhiều vậy ta, đen về nhiều vậy, ôi đen về quá nhiều luôn đấy. Đây rồi, lúc này cứ lên xong rồi xuống, lên xong rồi xuống anh em mà căng thế chứ. Mình phải nghỉ tí xíu đã anh em ạ. Trời ơi, đen vậy ta, khó ăn nó lắm anh em ơi. Nghỉ xíu mà nó còn đéo hên anh em ạ. Chịu ấy, rô đi nè. Nó đéo về, rô nè. Trời ơi, cái gì vậy ta, rột chuỗi không về luôn nên nhé. Đó biết ngay mà. Nó một chuỗi không về rô luôn này, một mê luôn đi. Ơ hay, bọn đéo này chơi gì mà bịp vậy ta, chơi về ai dám chơi tụi mày nữa. 6 ra 6 thì chịu rồi. Nó đen đen cho đen một chuỗi luôn anh em ạ. À, chịu luôn đấy. Ca ra ca rồi mới nói chứ, muốn ăn 6 mê mà quá khó anh em ạ. À, quá khó luôn đấy, không phải khó mà quá khó luôn. À, lên tầm 14 mê đừng ý đấy, nhưng mà không lên được nỗi anh em ạ. À, thật sự không lên nỗi luôn đấy, nó đéo cho ăn đấy anh em. Cứ chơi từ từ mà lên thôi. Vãi đạn, 6 ra 6 kìa. Đen thế ta, đen thế ta. Trời ơi, vừa nói đen một cái nó đen luôn.
nghĩ đang hên thì mình nói đen là nó sẽ hên đấy, còn đéo ngờ nó còn đen luôn anh em ạ, chịu ấy. Quy ra quy gì anh em, đây rồi, thôi đánh nhọn lại đi, bởi mục tiêu của mình là bao nhiêu anh em ơi. Bình tĩnh thôi, lúc này nghĩ một xíu là mình sẽ hên lại đúng không? Bây giờ mình nghĩ một xíu thôi, xem thế nào đúng không? Chứ thật sự mà nói mình cứ đánh đánh mãi, đánh đi đánh mãi nữa thì rất dễ toang anh em ạ. Rất dễ toang luôn. Thành ra tốt nhất là mình cứ đánh việc gì đánh liên tục làm gì? Đánh liên tục là đôi khi dễ toang nhất đấy anh em ạ. Đúng nên đánh liên tục. Đó, chuồn đi. Thôi bích kìa, chuồn đi nào. Bích nữa kìa, chuồn đi. Đúng rồi, phải như vậy chứ. Ô, 4 ra 4 kia anh em. Rô đây rồi, thôi nhận đi. Lỡ mày phải đó thua. À, rô đây nữa này. Trời ơi, hai ván rô liên tục kìa. Ngon chưa anh em ơi? Đây là gần hoàn thành được cái target ban đầu mình là mình thắng 6 mê lên 14 mê nha, gần được rồi đấy. Nhưng mà có thể nó xuống lại điều rất bình thường anh em ơi. Đừng có bao giờ bất ngờ vì điều đó nha. Bởi nó xuống lại điều rất bình thường luôn đấy. Không có gì mà bất ngờ đâu. Ôi dồi ôi. Xuống lại thật rồi anh em. Má kiểu xuống mất chuỗi luôn đấy. Thôi nhận đi. 13 mê này, còn một mê thôi anh em này. Đừng nói một mê mà nó cho xuống lại chịu lại đây rồi. 14 mê luôn anh em ơi. 14 mê 3.000 luôn. Trời ơi, ngon quá rồi anh em ơi. Thôi nên nghĩ rồi anh em ạ. Không nên tham nữa. Bởi tham nữa mình sợ tí là còn một cái nịt đấy anh em. Thua điều rất bình thường nha. Thua một chuỗi điều rất bình thường luôn. Cho nên tốn cho đừng nghĩ nha anh em. Thôi video này tốt nha. Bye bye anh em. Khi thắng nhớ rút hết cho mình em ơi. Nha.